giám mục lần thứ sáu do ai triệu tập? Do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập. Hỏi thường hội đồng giám mục lần thứ 16 do ai triệu tập? Giám mục thứ 16 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập. Hỏi chủ đề của thường hội đồng giám mục lần thứ 16 là gì? Thưa, chủ đề của thường hội đồng giám mục lần thứ 16 là hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Hỏi chủ đề của thường hội đồng giám mục lần thứ 16 là gì? Thưa, chủ đề của thường hội đồng giám mục lần thứ 16 là hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ.